Xin được chúc mừng cho thí sinh sẽ đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi trong khu vực, đó chính là thí sinh Đỗ Hoàng Linh Chi đến từ thành phố Hà Nội. Xin được chúc mừng em. Và chúng tôi cũng xin được mời lên sân khấu thạc sĩ Lê Hồ Hải, trưởng khoa piano cao đẳng nghệ thuật Hà Nội, sẽ giúp chúng tôi trao giải nhất của bạn hai cho em Nguyễn Hoàng Linh Chi. Trên sân khấu đó chính là thạc sĩ Lê Hồ Hải, trưởng khoa piano nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, đang trao giải cho thí sinh Đỗ Hoàng Linh Chi. Đỗ Hoàng Linh Chi sẽ đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Một lần nữa được chúc mừng cho Đỗ Hoàng Linh Chi với tất cả những nỗ lực của mình cũng như tài năng của em, và xin chúc cho em thành công ở cuộc thi sắp tới. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn thạc sĩ Lê Hồ Hải, trưởng khoa piano nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Mời em đứng lên phía trước ạ. Và một lần nữa xin một tràng pháo tay của tất cả quý vị.